Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syri, là một người có quyền trước mặt chủ mình được tôn trọng lắm bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả, có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: "Ôi, chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung." Na-a-man đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng: "Đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này thế này." Vua Syri đáp: "Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel." Vậy Na-a-man đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thơ dâng cho vua Israel. Thơ rằng: "Khi thơ này đạt đến vua, kìa, ta đã sai Na-a-man, đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thơ này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người." Khi vua Israel đọc thơ rồi liền xé quần áo mình và nói rằng: "Ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta." Khi Elishe, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: "Cớ sao vua xé quần áo mình? Na-a-man hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri." Vậy Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Elishe. Elishe sai một sứ giả nói với người rằng: "Hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch." Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: "Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung. A-ba-na và Bạc Ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao?" Vậy người trở đi và giận dữ. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: "Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rài người bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch." Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Na-a-man với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Elishe mà nói rằng: "Bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhậm lễ vật của kẻ tôi tớ ông." Nhưng Elishe đáp rằng: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng, ta chẳng nhậm gì hết." Na-a-man ép nài Elishe nhậm lấy, nhưng người từ chối. Na-a-man bèn tiếp rằng: "Tuy chẳng nhậm lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng 2 con la chở nổi. Vì từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Song nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rimmon đặng thờ lại, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ Rimmon. Vậy, khi tôi quỳ lại trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông.
Elise đáp với người rằng: "Hãy đi bình yên." Khi Naaman đã lìa khỏi Elise đi cách xa xa, thì Gehazi, tôi tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: "Kìa, chủ ta có dâng thứ cho Naaman người Syria, không nhậm lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người." Vậy Gehazi chạy theo sau Naaman. Naaman thấy Gehazi chạy theo sau mình, bèn nhảy xuống xe đi đến đón người và hỏi rằng: "Mọi việc đều bình an chứ?" Gehazi đáp: "Mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng, hồi nãy có hai người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến. Ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lân bạc và hai bộ áo." Naaman nói: "Xin hãy nhận lấy hai ta lân." Người cố nài đoạn để hai ta lân bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ mình đem đi trước mặt Gehazi. Lúc đã đến trên gò, Gehazi lấy các bao khỏi tay hai đầy tớ và để trong nhà mình, đoạn cho họ đi trở về. Người bèn ra mắt Elise chủ mình. Người hỏi rằng: "Ớ Gehazi, ngươi ở đâu đến?" Người thưa rằng: "Tôi tớ thầy không có đi đâu." Nhưng Elise tiếp rằng: "Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rày há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn olive, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao? Vì vậy, bệnh phung của Naaman sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời." Gehazi đi ra khỏi Elise, bị tật phung trắng như tuyết. Chương 6. Các môn đồ của những tiên tri nói với Elise rằng: "Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi. Xin để chúng tôi đi đến Giô-đanh. Ai nấy sẽ đốn một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi." Elise đáp: "Hãy đi." Một người tiếp rằng: "Tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi tớ thầy." Người đáp: "Ta sẽ đi." Vậy người đi với họ. Đến Giô-đanh, họ khởi đốn cây. Nhưng có một người đang đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng: "Ớ Chúa tôi, than ôi, tôi có mượn nó." Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: "Nó rớt ở đâu?" Người chỉ chỗ cho. Elise bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên và biểu người ấy rằng: "Hãy lấy nó đi." Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó. Vả vua Syria giao chiến với Israel. Người thương nghị với các tôi tớ mình mà rằng: "Ta sẽ đóng trại ta tại nơi nọ nơi kia." Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Israel rằng: "Khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, vì dân Syria phục tại đó." Vậy vua Israel sai người đến nơi mà người Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình và bảo trước. Người giữ lấy mình tại đó chẳng những một hai lần. Lòng vua Syria bối rối về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình mà nói rằng: "Các ngươi há không tỏ cho ta ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel?" Một người trong những tôi tớ thưa rằng: "Ôi vua chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi hết, nhưng Elise tiên tri trong Israel tỏ cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình." Vua bèn bảo rằng: "Hãy đi xem người ở đâu, để ta sai bắt người." Có người đến thuật cho vua rằng: "Kìa, người ở tại Đô Thang." Vì vậy vua sai ngựa xe và một đạo binh rất đông đến Đô Thang. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đang vây thành. Người nói với Elise rằng: "Hỡi ôi chúa, chúng ta sẽ làm sao?" Elise đáp rằng: "Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó." Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng: "Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được." Đức Giê-hô-va mở mắt người ra,
thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elishe. Quân Syria kéo xuống nơi Elishe. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: "Xin Chúa khiến mắt quân ấy bị đuôi mù." Đức Chúa Trời bèn khiến chúng đuôi mù theo như lời cầu nguyện của Elishe. Đoạn Elishe nói với chúng nó rằng: "Đây không phải là đường, đây chẳng phải là thành. Hãy theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm." Rồi người dẫn chúng nó đến Samari. Khi chúng nó đã vào trong Samari rồi, Elishe cầu rằng: "Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho chúng nó thấy." Đức Giê-hô-va bèn mở mắt họ, họ thấy mình ở giữa Samari. Vua Israel thấy chúng nó thì nói với Elishe rằng: "Hỡi cha, phải đánh chúng nó chăng? Phải đánh chúng nó chăng?" Elishe đáp rằng: "Chớ đánh. Những người vua dùng gươm và cung mà bắt làm phu tù, vua há đánh sao? Hãy dọn trước mặt chúng bánh và rượu để cho chúng ăn và uống, rồi trở về cùng chủ mình." Người bèn bày tiệc lớn cho chúng nó. Khi chúng nó đã ăn uống rồi, người tha cho chúng nó đi. Chúng nó bèn trở về cùng chủ mình. Từ đó về sau, những toán quân Syria không còn loáng đến địa phận Israel nữa. Sau các điều đó, Ben-Hadad, vua Syria, nhóm cả đạo binh mình đi lên vây thành Samari. Trong Samari đang có sự đói kém lớn lắm. Thành bị vây hãm lâu ngày, đến đổi một cái đầu lừa bán 80 siếc lơ bạc và một góc tư ô phân bồ câu bán 5 siếc lơ bạc. Khi vua Israel đi ngang qua trên tường thành, có một người đàn bà kêu người rằng: "Ôi vua chúa tôi, xin cứu tôi." Vua nói: "Nếu Đức Giê-hô-va không cứu ngươi thì ta lấy đâu đặng cứu ngươi? Bởi sân đạp lúa hay là bởi nơi ép rượu sao?" Vua lại rằng: "Ngươi có chi?" Nàng thưa rằng: "Đàn bà này nói với tôi rằng: hãy cho con trai chị, hầu ngày nay chúng ta ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta. Vậy chúng tôi có nấu thịt con trai tôi và ăn. Ngày mai tôi có nói với người rằng: hãy cho con trai chị hầu chúng ta ăn nó. Nhưng người có giấu con trai mình." Khi vua nghe lời của người đàn bà này thì xé quần áo mình. Bây giờ người đang đi ngang qua trên tường thành, dân sự xem thấy người phía trong mặc cái bao sát vào thịt mình. Vua la lên rằng: "Nếu ngày nay đầu của Elishe, con trai của Sa-phát, hãy còn ở trên vai nó, nguyện Đức Chúa Trời xử ta cách nặng nề." Elishe đang ngồi trong nhà mình và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì vua sai một sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, Elishe nói với các trưởng lão rằng: "Kìa, hãy xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta, khá coi chừng." Vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xô đuổi nó đi. Các ngươi há chẳng nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao? Người còn đương nói, chúng thấy sứ giả đến. Vua cũng đến nói với Elishe rằng: "Tai nạn này đến bởi Đức Giê-hô-va. Vậy ta còn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va làm chi?" Chương 7. Elishe bèn nói rằng: "Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán 1 siếc lơ và 2 đấu lúa mạch sẽ bán 1 siếc lơ." Quan cai nâng đỡ vua đáp với người Đức Chúa Trời rằng: "Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao?" Elishe đáp: "Chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng ăn đến." Tại cửa thành có 4 người phung nói với nhau rằng: "Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành thì ở đó có đói kém và chúng ta sẽ chết đói. Bằng chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy chúng ta hãy qua trại quân Syria. Nếu họ dung thứ ta thì ta sẽ sống. Bằng họ giết đi, dẫu thế nào chúng ta cũng sẽ chết đó thôi." Vậy lúc chạng vạng, các người phung trỗi dậy đặng đi đến trại quân của dân Syria.
Khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết, vì Chúa đã khiến trại quân Syria nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn, nên nổi dân Syria nói với nhau rằng: "Kìa, vua Israel đã mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hãm đánh chúng ta." Chúng liền trỗi dậy, chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ các trại, ngựa và lừa mình, để trại quân mình như cũ. Chúng trốn đặng cứu mạng sống mình. Khi các người phun kia đến đầu trại quân, bèn vào trong một trại ăn và uống. Đoạn họ lấy bạc, vàng và quần áo đem đi giấu. Chúng trở lại vào trong một trại khác, ở đó cũng lấy những của cải mà đem đi giấu luôn. Bây giờ họ bèn nói với nhau rằng: "Chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua." Chúng liền đi gọi quân canh cửa thành thuật cho họ rằng: "Chúng tôi có đi đến trại quân Syria, thấy chẳng có ai hết, cũng không nghe tiếng người nào, chỉ thấy những ngựa và lừa đang cột và những trại bỏ lại như cũ." Quân canh cửa bèn gọi người đi báo tin ấy vào trong đền vua. Vua trỗi dậy ban đêm, nói với các tôi tớ mình rằng: "Ta sẽ bày tỏ cho các ngươi điều dân Syria toan làm cho chúng ta. Chúng nó biết chúng ta đói, nên chi họ đã ra khỏi trại quân mình đặng phục trong đồng. Chúng nó đã nói nhau rằng: khi dân Israel ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng nó, rồi chúng ta sẽ vào trong thành." Một người tôi tớ của vua thưa rằng: "Kìa, ngựa còn sót lại cũng hao mòn như đoàn dân Israel còn lại ở trong thành. Về sau, nó quả sẽ đồng số phận cùng đoàn dân đông đã chết mất. Vì vậy, ta hãy truyền lệnh cho người nào bắt 5 con ngựa trong số còn lại đặng đi dò thám." Vậy, chúng lấy 2 cái xe thắng ngựa vào, rồi vua sai người đi theo đạo quân Syria mà rằng: "Hãy đi xem." Chúng đi theo họ cho đến Giô-đanh, thấy khắp dọc đường đầy những quần áo và đồ đạc mà quân Syria đã quăng trong lúc chạy trốn hối hả. Các sứ giả trở về thuật lại cho vua hay. Dân sự bèn kéo ra cướp lấy trại quân Syria, đến đổi 1 đấu bột lọc bán 1 siếc lơ và 2 đấu lúa mạch cũng bán 1 siếc lơ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Vua cắt quan cai nâng đỡ mình canh giữ cửa thành, nhưng dân chúng đạp dẹp người tại nơi cửa thành, và người chết y như người của Đức Chúa Trời đã nói trước khi vua đến kiếm người. Vả lại, việc xảy ra như lời người của Đức Chúa Trời đã nói với vua rằng: "Ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Samari, 2 đấu lúa mạch sẽ bán 1 siếc lơ và 1 đấu bột lọc cũng bán 1 siếc lơ." Rồi quan cai có đáp với người của Đức Chúa Trời rằng: "Dẫu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao?" Ê-li-sê bèn tiếp rằng: "Mắt ngươi sẽ thấy điều đó, song ngươi không ăn đến. Ấy là điều xảy đến vì dân chúng đạp dẹp người dưới chân tại cửa thành và người chết." Thi Thiên 120. Trong cơn gian truân, tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Ớ lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi, thêm cho ngươi điều gì nữa? Ác là tên nhọn của giọng sĩ và thang đỏ hực của cây duyên giếng. Khốn nạn cho tôi vì tôi ngủ trong mê siết và ở dưới các trại kê đa. Lâu lắm, linh hồn tôi chung ở với kẻ ghét sự hòa bình. Tôi muốn sự hòa bình, nhưng khi tôi nói đến, chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Chương 3. Vậy nên ta nói rằng, các trưởng của Gia-cốp và các ngươi là kẻ cai trị nhà Israel hãy nghe. Há chẳng phải các ngươi nên biết sự công nghĩa sao? Vả, các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ, lột da của những kẻ này và róc thịt trên xương chúng nó. Các ngươi ăn thịt của dân ta, lột lấy da và bẻ lấy xương, xé ra từng mảnh như sắm cho nồi, như là thịt ở trong chảo. Bây giờ, chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy,
theo như những việc dữ chúng đã làm. Này là lời Đức Giê-hô-va phán ra về các kẻ tiên tri làm lầm lạc dân ta, là kẻ cắn bằng răng mình và rao rằng bình an, và nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng nó thì sửa soạn sự chiến tranh nghịch cùng nó. Vì cớ đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy, các ngươi sẽ ở trong tối tăm mà không nói tiên tri. Mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ. Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ, và những kẻ tiên tri sẽ bị nhuốc nha. Hết thảy đều che môi lại, vì chẳng được lời đáp nào của Đức Chúa Trời. Nhưng ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán và lòng bạo dạn bởi thần của Đức Giê-hô-va, để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp nó, cho Israel về tội lỗi nó. Hỡi các trưởng của nhà Gia-cốp và các ngươi là kẻ cai trị nhà Israel, hãy nghe điều này. Các ngươi gớm sự chính trực và làm bại hoại sự bằng phẳng. Các ngươi lấy huyết xây thành Si-ôn và lấy sự gian ác xây thành Jerusalem. Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc. Rồi chúng nó nương cậy Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta. Vậy nên, vì cớ các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Jerusalem sẽ trở nên đống đổ nát, và núi của nhà sẽ trở nên như nơi cao trong rừng. Chương 4. Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chạy về đó và nhiều nước sẽ đi đến đó mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Jerusalem. Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa, và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác và cũng không tập sự chiến tranh nữa. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ, vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. Mọi dân tộc, ai nấy bước theo danh của thần mình, và chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta sẽ nhóm kẻ què lại và thâu kẻ đã bị đuổi, kẻ mà ta đã làm cho buồn rầu. Rồi ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót và kẻ bị bỏ làm nước mạnh. Đức Giê-hô-va sẽ trị vì trên chúng nó trong núi Si-ôn từ bây giờ đến đời đời. Còn ngươi là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền thế cũ của ngươi, tức là nước của con gái Jerusalem, sẽ đến cùng ngươi. Nhưng bây giờ làm sao ngươi trỗi tiếng kêu la như vậy? Giữa ngươi há không có vua sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết nên ngươi bị quặn thắt như đàn bà sinh đẻ? Hỡi con gái Si-ôn, hãy đau đớn khó nhọc để sinh ra như đàn bà sinh đẻ, vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành và ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Babylon. Nhưng ở đó ngươi sẽ được giải cứu, ấy là tại đó mà Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù nghịch ngươi. Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi, nói rằng: Nguyền cho nó bị uế tục, và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự ước ao mình xảy đến trên Si-ôn. Song chúng nó không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu mưu của Ngài, vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa đến nơi sân đạp lúa. Vậy hỡi con gái Si-ôn, hãy trỗi dậy, khá dài đạp, vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng. Ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Đức Giê-hô-va, của cải chúng nó cho Chúa trên khắp đất. Vậy hỡi nữ đội, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi. Người đã vây hãm chúng ta, người ta lấy roi đánh trên má quan xét của Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.